xuống thì cứ nhìn nhìn như là đá ấy, xong đạp phát là nó thành đất luôn này. Thế cái này là dê đẻ hết rồi đấy. Dê em đẻ hết rồi á? Đẻ hết rồi, hai con đẻ, Ôi đẻ được bốn con. đẻ được mấy con? Bốn con, Ôi cả hôm nọ em cũng bảo với anh Quyền là nếu chưa có tiền làm nhà thì chuyển cái nhà gỗ xuống. Nhà nào cũng ở đây nó tiện hơn ấy. Đi lại nó cũng tiện hơn thì. Thế bây giờ là nếu mà theo em thích thì em thích làm nhà dịch sang bên này hay là làm nhà dịch sang bên này? Nhà ở bên này cũng được này. Hôm trước em cũng có đi lấy lại được. Ôi, Ơi, Hưng, cái gì ấy? cái số là cho em gửi lời cảm ơn đến anh chị. Rồi. Chúc anh chị bán được thực rất là nhiều hàng nữa. Ngày lần sau Cháu Hiển à, xin chào các bác. Xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Cô bác thân mến, hiện tại là cháu Hiển đang ở gần chỗ nền đất của nhà em Hưng và em Thuận cô bác ạ. Hôm nay thì lên đến đây là cháu cũng khá là bất ngờ tại vì cái sự thay đổi ở gần đây rất là nhiều. Cái hôm mà cháu lên đây ấy là mấy xúc vừa mới vào đây đào thôi cô bác ạ. Bây giờ thì anh Kha là đã đào cái nền nhà của hai anh em Hưng Thuận xong rồi. Và khu vực này ngày trước là có cây chuối này, xong là có rất là nhiều cây. Thì hiện tại khi mà đào đất chỗ nền nhà của hai anh em Hưng Thuận ấy thì là lấy đất vào đây đổ hết vào đây. Và bây giờ thì ở đây đã là một bãi đất này các bác. Và đổ hết dọc từ chỗ miệng cống kia ra đến bên này. Khi mà cháu ra đến đây ấy, thì cháu cũng muốn ghi hình một chút về cái nền nhà của hai anh em Hưng Thuận và thấy xe của Hưng là đang ở bên kia rồi các bác. Chắc là hôm nay Hưng cũng xuống dưới này để làm cái gì hay sao ấy. Bây giờ là cái nền nhà thì cũng đã đào xong rồi. Cháu thấy các bà góp ý rất là nhiều, bảo là thấy cái nền đất của hai anh em là bị sạt một chút. Ấy thì cháu sẽ lên trên này xem là bị sạt như thế nào. Tại vì cái đất này này cô bác, đất này là dạng như là đất cắt trắng. Cái chỗ đất của khu nhà 6 mẹ con ở ấy là cũng không khác gì đất này luôn cô bác ạ. Đất như này này. Nên là để tìm một cái mảnh đất để mà làm nhà chắc chắn thì rất là khó. Đấy, nhà của cái em Hưng ở kia rồi. Cái nền đất của nhà hai anh em ấy thì là cái phần trên này thì là đất rất là chắc chắn này, nhưng mà phần dưới này thì nó lại là, chị chào Hưng nhá, đất trắng này này là nó không có chắc chắn. Ê, Hưng gắn mic xong là Hưng chào các bạn à. Em ra đây lâu chưa? Em vừa mới ra à? Ra lấy mấy cái khúc cây này xuống ấy. À, đào cây này ra đúng không? Lấy cây này ra đúng không? Đúng rồi, để cho chú lên xuống xẻ. À, Hưng chào các bà đi em. Vâng, con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Cái chỗ đất này sạt lâu Khúc chưa khúc Hưng? đấy thì ra. Hôm đấy là chú Kha vừa mới ra xong là sạt luôn. Thế á? Đúng rồi, đất như kiểu lúc như kiểu bánh ấy, như kiểu đập một phát là nó thành vụn hết. Đất này là đất cát trắng mà. Đây. Xuống thì cứ nhìn nhìn như là đá ấy, xong đạp phát là nó thành đất luôn này. Thế cái này là cái phần ở trên này là đất chắc chắn nhỉ, cái phần đất đỏ ở trên này Đất trắng trên này. dưới này thì Ui, cái này đấy xẻng xúc ra tảng một luôn. Sợ thế nhỉ. sạt hơi bị nhiều đấy nhỉ. May mà anh Kha còn không đào nó thẳng đứng ấy. Này là còn dốc của xuống à. Đấy. Cái này nếu mà mưa xuống thì chắc nó tụt xuống hết chị ạ. Cái này á. Ừ. Khó Hôm nhỉ. qua em tưởng là nó mưa rồi, xem xuống đây. Sáng nay mưa một trận bé bé xuống đây xem có sạt không ấy. À, tức Chưa là sáng thấy. nay là mưa nên là sợ sạt nên là xuống đây sớm đúng không? Đúng rồi, xuống đây em cũng làm cái việc linh tinh ở nhà xong mới xuống. Đất này là đất. Xốp xốp. Đây, đất này là đất không chắc chắn đâu. Đất này
làm nhà nhưng thì... mà hầu như là khu này là toàn đất này ấy nhỉ? Đúng rồi, khu này là toàn đất cát trắng này đấy. Đất trên thì nó vẫn là đất thịt và xuống đấy. Dưới thì nó lại là cái đất cát kia. Để em xuống lên lấy cái khúc này xuống, mang xuống đây xẻ xem nào. Lấy xuống dưới này xẻ? Đúng rồi, trên kia dốc quá. Nhưng mà cho ai xẻ cho? Em có bảo chú ở bên này ra xẻ nhưng mà chú ấy bảo mấy hôm nay đi đâu. Cái này em xẻ làm cốt pha hay là làm cái gì ạ Hưng? Nếu mà xẻ thì bảo là làm mai này làm cái chuồng trại đấy. À. Nếu mà xuống đây ở ấy thì chuyển xuống đây thì làm cái chuồng trại đây. Đúng rồi, nếu mà mình xác định mà về đây ở thì sẽ phải ở đâu cũng thế, ở đâu cũng phải có cái chuồng trại, có cái vườn rau. Dê đẻ hết rồi đấy. Dê em đẻ hết rồi á? Đẻ hết rồi, hai con đẻ, đẻ được bốn con. Đẻ được mấy con? Bốn con. Ôi trời, chúc mừng. Cả hai con đẻ được bốn con. Hai con đẻ được bốn con. Thì bây giờ thành một đàn dê luôn đấy nhỉ? Nếu mà con mấy con mẹ không chết nữa thành một đàn được. Đấy. Thế bây giờ tổng là có mấy con rồi? Bảy con. Ôi rồi ôi, một đàn dê, xin chúc mừng. Chúc mừng em nhé. Bảy con. Thuận là đang đi học à em? Vâng. À. Cái gì cháu tay? Thuận là đang đi học rồi cô bác ạ, bây giờ đang là buổi sáng ấy. Vâng, sớm. Thì tại vì là hôm trước chị vào đây ấy thì cái hôm mà chị vào thì máy vừa mới vào đây đào. Vâng. Công nhận là cũng đào nhanh ấy nhỉ, anh Kha đào được mấy hôm là xong em nhỉ? Chắc cả hôm vào nữa là độ 5 hôm. 5 hôm thế á? 5 hôm. Thế mà thấy anh bảo là chắc cố là tầm phải 7, 8 ngày, 9 ngày mới xong. Nhưng mà chú lại bảo là huy động xe để về chở cùng ấy, không thì là cũng tầm đấy mới xong thật. À, thì huy động anh, xe thêm à? Anh Trịnh lại cho thêm xe vào chở. Lại cho thêm một xe nó vào chở cùng ấy. Cái đất này càng hot thì nó lại càng ra đất. Đúng rồi, tại vì nó không có đá. Đúng. Thật ra thì làm ở đâu nhá, tính ra nó có một có đá một ít thì đất nó mới chắc chắn. Ấy bây giờ đào cả một cái nền nhà như thế này mà không có gặp được tảng đá nào to nhở? Không có. Nhưng mà đây là đào hết đất nhà em chưa hay là vẫn còn? Ở trong đi, nếu mà mình mua thì đi vào sâu vào trong còn mét nữa, còn à, 2 mét nữa. À. Đây được có 14 mét thôi. Nhưng mà mặt đường là hết rồi đúng không? Mặt đường là hết rồi, rộng hết đấy. Như này là cũng rộng rồi. Rộng rồi. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ đằng sau kia kìa nó cứ bị sạt như này là cũng lo đấy. Bây giờ lên tháng 3 rồi ấy. Hôm trước là có một hôm chị lên thì cũng có nói chuyện với em về vấn đề tảo mộ ấy Hưng. Vâng, thì em hôm nay mùng 1 rồi, mùng 2, chắc mùng 3. Mai mùng 2 ngày kia. Ngày kia là chắc là tạo mộ luôn, đi làm luôn. Ngày kia em làm luôn à? Vâng. À. Phải đi từ sớm này, còn làm bánh các kiểu nữa. Phong tục của mình ấy, còn làm bánh nữa. Nhưng mà làm ở chỗ mộ à, không làm ở nhà đi à? Làm ở nhà mà, bánh thì làm ở nhà thôi. Nghĩa là đi phát dọn ấy. À. Đi dọn mộ các kiểu ấy, không là lại còn phát phiếc xem chỗ nào nó ấy thì sửa lại. Mộ của bố mẹ em là ở tận đâu? Ở trên này này, ngay trên này luôn. Có gần nhà không? Có. Đi xuống trên này, ở trên đây mà, đây nếu ở đây còn nhìn thấy. À. Đây mấy cái ngọn cây này che hết này. Mấy ngày trước còn nhìn thấy. Ngay đây luôn à? Đúng rồi. Từ đây lên nhà Hưng là xa lắm ấy nhỉ? Từ đây lên hơi xa. Thế là chứng tỏ là ông bố mẹ em cũng chôn xa nhà đấy nhỉ? Vâng, để xa đấy mà. Bây giờ xuống đây thì cũng gần. Đúng rồi, nếu mà bây giờ mà gần. Ra đây thì cũng gần. Tức là chôn ở ngay bên này luôn à? Ngay đây, trên cái chỗ chị nhìn từ cái đỉnh dưới này lên, có cái đỉnh cái chỗ lên trên này có cái chỗ bằng nhất này. Có cái cây đang khô này đi vào trong kia đúng không? Đúng rồi, trên thẳng mấy cây này cái đi vào đúng không? Gần mấy cái cây chậu bên dưới, mấy cây chậu kia trắng trắng kìa. À. Ngay đấy luôn, ở khu đấy có một đoạn băng bằng ấy. À. Chị cũng hay đi đường đấy nhưng mà không để ý. Chị rộng. Toàn đi nhà em toàn lên đường đấy đấy. Rộng lắm, nhiều đấy. À. Nhưng năm ngoái em có làm có không? Có một cái mới ở đây. Cái mới ở đây xong là có hai cái cũ bên này này. À. Năm ngoái cũng có làm chị ạ, cũng có phát qua thôi. Tức là năm ngoái chỉ phát qua thôi à? Vâng. Phát qua thôi, bên năm nay thì cũng lại đi phát qua thôi. À. Bởi vì mình kiểu đám tang xong rồi đám ma xong rồi lại còn có gọi là làm thêm cái lễ gì đấy nữa thì mới mới không phải ấy.
mình mới xây được mộ ấy. Còn bây giờ thì cũng không xây được. Giờ kể cả mình có điều kiện để mà xây đấy thì cũng không xây được, phải làm được cái lễ kia đó. Lễ gì ấy nhỉ? Cái gì gọi là cái tập thả gì đấy đấy, người Nùng mình À, đấy. biết rồi. Nhưng mà mình thì khi mà mình làm cái lễ đấy mình xây luôn được mà. Nhưng mà đã làm đâu, chưa làm. À. Bây giờ chỉ là đám ma xong thì là tang xong thì vẫn chưa làm. Thì phải đợi làm cái lễ đấy mới xây. Giờ chỉ đi phát qua với dọn dẹp thôi. À. Chưa được xây. Thế thôi à, cố gắng. Đúng, nếu mà mình xây được rồi thì nó gọn gàng hơn. Sẽ không phải phát nhiều chứ bây giờ lên đấy rậm lắm. Cỏ dại rậm lắm, chắc khéo phải dọn buổi sáng. Hai cái Thế một mình dọn buổi sáng mới hết. Mất tầm tầm đấy mới hết. Hưng bây giờ là nền nhà thì đào xong hết rồi, chưa có tiền làm nhà, em sẽ tính làm gì tiếp theo đây? Hôm nọ em cũng bảo với anh Quyền là nếu chưa có tiền làm nhà thì chuyển cái nhà gỗ xuống. Nhà nào À. cũng ở đây nó tiện hơn đấy. Đi À. lại nó cũng tiện hơn thì em bảo là xuống đây. Làm cái nhà gỗ ở đây cũng được. Thế tức là bây giờ em muốn là di chuyển cái nhà gỗ của em xuống đây á? Vâng. Cái nhà gỗ của em thì Chắc bây là giờ mà cũng chuyển vừa. xuống thì không biết là còn. Vừa cái chỗ này luôn đấy nhỉ. Em sẽ làm sang một bên thôi. Để một bên thì tới này nếu mà không có. Bên này thì nó cũng Bên này nó đang sạt thì em. Bây giờ là nếu mà theo em thích thì em thích làm nhà dịch sang bên này hay là làm nhà dịch sang bên này? nhà ở bên này cũng được này. Nếu Bên mà em này làm nhà dịch sang bên đấy thì em sẽ lấy cái nhà gỗ của em bây giờ hiện tại về dựng sang bên này. đúng rồi, Thì tới làm này nếu mà có kinh phí làm nhà thì mình sẽ làm bên này luôn, thì cái lán này là cái nhà gỗ của em là để lại. cái này nếu mà làm những cái chuồng trại là làm bên kia, còn mình làm nhà là làm ở đây. Ở đây nó tứ phía nó rộng hết mà chị, rộng rãi luôn, cái hướng đi đi được. Làm chắc làm cũng chỉ đến đây thôi, làm nhà ấy. Không làm quá vào trong đâu. Đúng rồi, bây giờ tại vì cái đất đằng sau nó không chắc, thế nên là Nó sạt. làm nếu mà làm ra ngoài này quá thì lại không có sân. Đúng rồi. Sân thì làm bên kia cũng được. Nếu mà làm bên kia thì cái sân của nó rộng hơn, bên này mình lại cho đường vào nó lại hẹp đi mất gần 2 mét đất. Sau này lấy vợ rồi, Cho nhà có điều kiện rồi mua ô tô thì mới lên được u nhà. sợi ôi không biết đời tây nào. Ấy bây giờ em làm gì em làm đi, xong rồi Vâng. chị sẽ xem là thưa công các bà các cô các bác thì hôm trước có một cái thước phim cháu lên trên này cũng có chia sẻ lên trên kênh về vấn đề làm tảo mộ cho bố mẹ của em Hưng, thì cháu cũng có hứa với công các bà là cháu cũng cố gắng làm sao để bán những mặt hàng mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh ấy các bác. Khi mà được những cái tiền lãi là cháu cũng muốn là đưa cho em Hưng một chút để cho em làm cái lễ tảo mộ cho bố mẹ. Thì hôm nay là cháu đi vào đây cũng Ôi muốn là trời trao ơi. cái phần quà, cái thứ nhất là bản thân vợ chồng cháu cũng cảm ơn đến các ông các bà các cô các bác rất là Ai nhiều đã luôn luôn ủng hộ những mặt hàng mà hiện tại là vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh. Hôm nay là cháu cũng muốn là lên trên này trao cho em Hưng một chút phần quà, và hôm trước thì cháu cũng có nhận được một phần quà từ một cô nữa ở dưới Hà Nội là có gửi đến cho em Hưng là 300.000 nữa. Hôm nay thì cháu lên trên này là sẽ trao một thể luôn các bác ạ. Mấy cái dây đấy là em sẽ phải giữ lại nhá, sau này còn dùng đến nhiều lắm Hưng ạ. Vâng. Không là để đây tí họ không biết là em không dùng nữa, họ lại lấy đi không xin là không biết không 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 được đâu. Trên này là không ai đi lên trên này đâu. Sợ người ta đi lấy củi ấy. Wow. Cái nếu mà không được thì để đấy nhá, bây giờ chị lên chị lăn cuồng xuống. Nhưng mà em lăn xuống là em phải làm luôn chứ. Dạ. Lăn xuống là phải xẻ luôn chứ, không lăn xuống dưới này mà không xẻ luôn sợ người ta lấy không? Làm sao mà vác được? Không Không vác được đi à? vác được. Nặng. Mình còn đang lăn lăn sắp chết cũng không được đây này.
Có lăn được không? Một mình có lăn được không? Được, được. Được à? Ừ. Được, chị không lên nữa nhá. Đúng rồi. Hưng thì khỏe lắm cô bác ạ. Mấy hôm nay ở nhà là làm gì hả Hưng? Từ lúc anh Kha đào nền xong ấy. Thì cũng lên lại lấy củi, lại chăn dê thôi. Cố lên. Thưa các bác, hiện tại trên tay cháu đây đang là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại là vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh cô bác ạ. Và sản phẩm ở trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen ở trên vùng cao chúng cháu. Cái này thì gừng đen là cháu có hai dạng cô bác nhá. Cái bên này là cháu thái lát phơi khô, có công dụng là làm ấm cơ thể này, phòng vàng trừ cảm lạnh, đau bụng kinh, lưu thông khí huyết. Cái gừng đen này thì có rất là nhiều cái công dụng cô bác. Cái gừng đen này đặc biệt là điều trị về bệnh tiểu đường. Các bác mà bị tiểu đường thì nếu mà sợ ngâm với mật ong thì các bác có thể là lấy làm trà gừng để uống, hoặc là ngâm với rượu các bác ạ. Và đây là gừng đen tươi. Cái này thì rất là hiếm, rất là ít có các bác. Thì chỉ có ở trên vùng cao chúng cháu này, lâu lâu thì cháu mới thu mua được của bà con một chút thôi. Và đây là sản phẩm mới, hiện tại là vợ chồng cháu cũng đang bán ở trên kênh, là quả dứa rừng các bác ạ. Quả dứa rừng này thì có công dụng như sau: chữa kiết lỵ, chữa viêm gan siêu virus, chữa mắt sinh màng mộng, thị lực giảm dần, bổ máu, tiêu đờm, giải độc rượu, chữa cảm nắng, say nắng, trị sỏi thận, viêm đường, tiết niệu. Đấy thì cái này là cách dùng là lấy từ 20 đến 30 gram sắc uống. Cái này là sắc uống, hoặc là các bác mà uống được rượu thì có thể là ngâm rượu để uống các bác ạ. Tiếp là cái đây, em trên tay của em Hưng đang cầm đây là cái hạt ốc chó nếp của Hà Giang này. Em đọc công dụng cho các bà nghe đi. Công dụng là có hàm lượng axit béo tốt cho thai nhi, bà bầu, tăng cường sinh lý nam giới, bảo vệ tim mạch, cải thiện bệnh tiểu đường, phòng ngừa ung thư, ngăn ngừa sỏi thận, trị táo bón, giảm cân, ngăn ngừa lão hóa nữa. Rồi, đây là cái sản phẩm hạt ốc chó nếp ở trên Hà Giang cô bác ạ. Hiện tại là chúng cháu còn mấy cân nữa. Và trên tay cháu đây là cái bột nghệ nếp ở trên chúng cháu. Đây là bà con ở trên chúng cháu khác tự làm luôn đấy cô bác. Cái này là phơi khô và xay bột. Rất là mịn này cô bác ạ. Cái này không phải là tinh bột mà cái này là bột nghệ các bác nhá. Tại vì có rất là nhiều cô bác cũng đang nhầm là cháu bán cái tinh bột. Tinh bột thì hiện tại là cháu hết rồi. Và đây là cái sản phẩm miến rong. Cái này thì thường thường là cháu sẽ tặng kèm những mặt hàng mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh. Và đây là lá rảo của lam rừng này cô bác. Lá rảo của lam này thì cái công dụng của nó thì các bác cũng đã biết rồi, là về tiểu đường này, mỡ máu này, huyết áp này, mỡ gan này. Và sản phẩm cuối cùng là mật ong khoái. Cái này là mật ong khoái của em Hưng các bác nhá. Mật ong khoái này thì còn cả tổ này. Và sắp luôn. Còn có cả con già của nó. Nếu mà quý ông bà cô bác có nhu cầu sử dụng những cái mặt hàng mà hiện tại là chúng cháu đang bán ở trên kênh thì rất là mong quý ông bà cô bác là sẽ liên hệ với cháu qua số điện thoại là 0369 944 064. Rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía cô bác. Cháu cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Tổng là có mấy khúc à Hưng? 4 khúc. 4 khúc à? Đây một khúc này. Cái này thì em chắc sẽ... là không đủ được đâu mà nhỉ. Em bảo lại lấy làm cốt pha đấy á. Đúng rồi, làm để cho nếu mấy đứa có kinh phí để làm nhà ấy, để cho các chú thợ chú ngủ ấy. À, tức là em muốn làm cái lán á? Đúng rồi. Thì cái này có mấy khúc thì chắc không đủ đâu. Nhưng mà hết bằng này rồi à Hưng? Trên này còn một cây nữa. Đâu? Kìa, chỗ cây gốc rồi kìa. À. Thôi. Nhưng mà cây kia là hạ chưa hay là chưa hạ à? Đổ rồi đấy. Đổ thế, xuống rồi đấy. Thế chắc đủ rồi à? 2 cây. Nếu mà... Bây giờ chị hỏi này. Vâng. Bây giờ em ở đây thì sẽ kéo điện với cả nước là từ đâu ra hả Hưng? Điện thì chắc là kéo ở trong kia ra. Trong kia là đâu? Trong chỗ trước em kéo ở kia đấy. Đấu từ cái công tơ kia ra. À, còn đây là hôm nọ hỏi vào lấy cái đường này nhưng mà các chú ở bên kia bảo là đông nhà quá không cho. Đông yếu. Quá thì cũng yếu lắm Hưng. Mười mấy nhà đấy. À, mười mấy nhà chung mỗi cái dây nhé. Đúng rồi. Ui,
Nó kia thì các chú bảo là điện thì nó hở nhiều thì nó hao điện nhiều ấy. Thì là không cho nữa. Nhưng mà dây là em khắc tự có rồi đúng không? Dây là có cái nguồn trên nhưng mà trước ngày trước chung với bác ở trên kia ấy. Bây giờ bác ấy bảo là trả tiền lại thì không biết có đủ không. Còn chưa có tiền ấy, bảo thì bảo trả tiền cho mình nhưng mà chưa thấy tiền đâu. Nếu mà kéo từ kia sang bên này thì có xa không? 1 cây, 2 cây không? Không đến đâu chị ạ, ngay trong này thôi mà. À. Đi qua cái đỉnh này là đến rồi. À. Qua cái đỉnh này xuôi xuống dưới kia. Chỗ nhà bác bán quán bên kia đấy à? Đúng rồi. À thế thì Chỗ cũng gần thôi. hạ thế đấy. Thế thì cũng gần thôi. Đúng rồi. Nếu mà kéo Độ tiền thì hả? nếu mà kéo cho nó thẳng thẳng ra là độ khoảng 300 mét gì đấy đến nơi mà. Còn nếu mà nước. Nước thì lấy ở trên nhà xuống. Chỗ hôm nọ Ủa. em với anh Trình đi xem rồi. À tức là Nước có cũng rồi đúng không? to, đúng rồi. Bằng cái đầu ngón tay này nhưng mà mình lấy về suốt ngày thì nó được nhiều. Ở đâu mà có nước ấy thì là sẽ dễ hơn. Đúng Đấy bây giờ là chị bảo này. rồi. Hôm trước là có một cái thước phim chị lên trên này em cũng có chia sẻ về vấn đề tảo mộ cho bố mẹ ấy. Vâng. Thì hôm trước là chị cũng bán được một số mặt hàng ở trên kênh của anh chị là cũng được các bà ủng hộ cho anh chị ấy. Vâng. Thì hôm nay là chị cũng muốn lên trao cho em. Em cũng hôm trước em cũng có đi lấy lại được ơi. Hưng, cái gì ấy? Cái show của em đấy. Rồi ôi, giật hết cả mình. Xô gì đây? Cái túi mật mà hôm nọ em đi lấy được ấy. À, mật ong à? Vâng. Đi lấy ở đâu ấy? Hôm mấy hôm trước đi được một đi được 2 hôm nay. Bỏ ra xem Thế nào. có kiến rồi, có kiến Em rồi. bỏ ra xem nào. Ôi, Lấy cái bằng xô thủng ấy sao ấy Hưng ạ? À? số thùng thùng Xô rách hết rồi. lấy hết mà, nhưng hôm đi lấy thì gửi ở đây xong là lấy đi qua lấy mà mang đi về ấy. À. Đây là mật ong gì đây? Không khoái. Khoái à? Vâng. À, nên chị mở ra xem nhé. Vâng. Nhưng mà tay em bẩn quá, tay em không mở được đâu. Chị cứ mở ra Chị xem. cũng mở ra xem thôi, Vâng. chị cũng không thò tay vào Chị đâu. sợ nó bụi quá. Tay em bây giờ thì nó bụi quá rồi. Này phải có găng tay cơ. À đây là cái tổ mật ong khoái à. Em Hưng đi khai thác về đường này cô bác. Ở đây còn có cả con già của nó này. Đúng rồi. Thôi tay chúng cháu thì bây giờ không có Bẩn. găng tay nên là cháu sẽ Chắc không mở được ra nữa. độ 3 lít nhỉ? 3 4 lít. Cái này chắc phải 3-4 lít đấy. Ừ. Đây là còn cả Cho sắp nguyên tổ luôn đấy nguyên Hưng sắp nhỉ. Nhưng nguyên mà cả tổ này tổ. khai thác được tổ đẹp thế. Nó Vâng. không vụn tí nào nhỉ. Đúng rồi. Ồ. Đây thì nó cũng Làm cái gì không nát. mà hoàn cảnh thế. Rồi cái xô này rách hết rồi. Tận dụng thôi. Thôi. Có bán không? Có lấy đi bán không? Chị bán hộ cho. Có em bảo là mang đi bán đấy chứ nhưng mà chưa lọc chưa À. chưa ấy ra. Không, cái này thì chị về chị lọc con trong cũng được. Vâng. Vậy thì cho em gửi về cái. Rồi, Cho em gửi cầm chị cầm về lọc xong là xem được bao nhiêu thì bảo cho em với. Bán cho em đi. được, được, chị bán hộ nhé. Vâng. Đấy, đây là cái tổ ong khoái của em Hưng này cô bác. Cháu sẽ lấy đi bán hộ cho em. Cháu rất là mong là Cái này sẽ nhận được sự ủng hộ từ quý ông bà cô bác. Mua ủng hộ cho em để cho em là có được cái nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống cũng như là lo cho gia đình cô bác ạ. Như vừa rồi cháu cũng có này thông hôm báo nọ rồi. mà Hôm nay là cháu lên trên này cũng muốn là trao cái phần quà của một cô ở dưới Hà Nội. Cô là cô Hoa ở quận đây Tây Hồ Hà Nội. Cô có gửi đến cho hai anh em Hưng Thuận là 300.000 để vâng làm cái lễ cho em mua đồ để làm cái lễ tảo mộ ấy cô bác. Thì hôm trước là cháu cũng hứa là cháu cũng sẽ cho hai anh em là 500.000. Thì hôm nay là cháu lên trên này cháu cũng sẽ trao cho em một thể luôn cô bác ạ. Một lần nữa thì cháu Yển rất là cảm ơn tất cả các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ những cái mặt hàng mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh để cho cháu là làm được những cái công việc rất là có ích cho bản thân chúng cháu cũng như là giúp đỡ cho các em để cho các em là có đồng ra đồng vào các bác ạ. Đấy thì của vợ chồng cháu là cho em Hưng là 500.000 và của cô Hoa ở dưới Hà Nội có gửi đến cho hai anh em là 300.000, tổng là 800.000. Thì chị sẽ đưa cho em luôn nhé. Vâng ạ. Và cái tiền này thì em sẽ lấy đi mua con ở đây là em ăn gà hay là ăn ngan dân Chắc tộc là em ấy. đây thì ngan chị ạ, ngan cũng Ngan à. Thưa cô bác ông bà là như thế này,
tức là dân tộc của chúng cháu là không có theo đạo cô bác ạ, không có theo đạo Phật gì, thế nên là khi mà làm cái lễ tảo mộ ấy thì chúng cháu là được phép mổ những con gà, những con ngan, chứ không phải là không được mổ. Ấy thì đây nhá, đây là có một cô ở dưới Hà Nội là có gửi đến cho em là 300. Vâng. Và anh chị là cũng bán được những cái mặt hàng ở trên kênh thì anh chị cũng sẽ cho em là 500.000. Vâng. Đây, đây là tổng là 800 nhá. Đây 200, 400, 600, 800. Chị gửi em nhá. Vâng. Thôi Hưng cố gắng nhá. Vâng ạ. Đấy bây giờ em cảm ơn đến cô Hoa ở dưới Hà Nội đi. Vâng ạ. Con cảm ơn cô Hoa ở dưới Hà Nội ạ. Con chúc cô và gia đình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe ạ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Và rồi, cảm ơn anh chị nữa đã ủng hộ cho anh em chúng em ạ. Em cũng phải cảm ơn đến các bác ấy, thì vì là các bà ủng hộ những mặt hàng thì anh chị cũng mới có được những cái tiền lãi, tiền lời ra để anh chị có thể là chỉ giúp được một chút xíu nhỏ nhỏ được rồi, cho em thì... thôi. Vâng. À, cho em gửi lời cảm ơn đến anh chị. Rồi. Chúc anh chị bán được thực rất là nhiều hàng nữa, để lần sau còn ủng hộ được những hoàn cảnh còn khó khăn hơn, hoàn cảnh mới. Rồi, chị cảm ơn em. Anh chị cảm ơn nhá. Đây, đây là cái tổ mật ong khoái của em Hưng. Cháu sẽ để đây và tí nữa cháu sẽ mang đi và bán hộ cho em Hưng các bác ạ. Cháu rất là mong thời gian tới này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý công các bà, các cô, các bác đến với vợ chồng cháu để cho chúng cháu là có được những cái kinh phí đi lại cũng như là giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn các bác ạ. Thì bây giờ là cháu sẽ cùng Hưng lấy mấy cây gốc cây này ra ngoài này. Vâng. Trong là cái nào mà mình làm cái được này, thì mình sẽ cái này mấy đứa cho xe rùa ra dọn hết ra cái chỗ này ấy. Thế cái này là em phải làm cái rãnh này đấy Hưng ạ, tại vì hôm trước mình đào bên trên này. Đúng rồi, mấy đứa là em phải dọn lại cái rãnh thì cũng khơi như vậy là được rồi. Em tính là sẽ tầm khoảng bao giờ là sẽ chuyển cái nhà xuống đây à Hưng? Chắc là bây giờ chắc độ sang tháng nữa đi chị ạ. Sang tháng à? Vâng, bây giờ thì cũng vào tháng 3 rồi nhỉ. Bây giờ đang là tháng 3 âm rồi. Tháng 3 âm lịch. Hôm nay mùng 1. Mùng 2 chắc tầm 15. Chưa được, 15 chưa được. Chắc phải sang tháng nhỉ? Sang tháng. Ấy thì sang tháng thì mới chuyển được. Thưa các ông các bà, các cô, các bác, các mạnh thường quân, tức là hiện tại thì em Hưng cái khoản về cái kinh phí làm nhà là hầu như là chưa có cô bác ạ. Đây thì bảo là em cũng bảo là không có cái kinh phí làm nhà thì mua đất, thì các bà ủng hộ như thế thì cũng đã là may mắn cho anh em rồi. Là em tính là có đất ở đây rồi thì mình làm cái nhà gỗ ở cũng được ấy, đỡ phải vất vả đi lại là đỡ hơn rồi chị ạ. Đúng rồi, cái này ở gần đường này mình đi lại nó tiện là được rồi, có đất ở đây để đi lại là được. Chứ bây giờ làm cái nhà gỗ cũng được mà. Nhưng ngày xưa thì vẫn ở nhà gỗ mà. Nhưng các bác bên này vẫn ở nhà gỗ. Đúng rồi, nhưng, nhưng mà có cái gỗ xuống làm. Em nếu cũng đủ, bây giờ chắc là cũng đủ gỗ rồi chứ. Trước em lại chặt thêm mấy cây ở trên nhà nữa. Làm cái con thôi là được rồi. Làm rộng thì cũng ở không hết đây. Hai anh em thì cũng chả ở được bao nhiêu đâu. Ngày thì cứ đi làm quanh quanh này, ngày cứ ở nhà hết ngày đâu mà. Làm cái nhỏ nhỏ ngủ có cái chỗ ăn chỗ ngủ là được. Thì anh chị cũng muốn là cố gắng làm sao để gieo duyên hai anh em đến với các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Nếu mà có được một cái nhà nhỏ nhỏ bằng bê tông thì nó sẽ chắc chắn và kiên cố hơn nhiều. Vâng. Tại vì bây giờ nếu mà em làm một cái nhà gỗ thì nó cũng chỉ là tạm thôi. Vâng. Nó cũng không thể mà bền với cả được lâu được. Vâng. Như mấy cái cây này đổ xuống đã có con bọ ăn cái vỏ kia. Có nhiều chứ, cây này mình không được ngâm nên là nó sẽ ăn nhanh lắm. Nhanh lắm. Đấy thì thưa công các bà, chúng cháu cũng muốn là qua những cái thước phim mà hiện tại chúng cháu đang chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của hai anh em Hưng Thuận, thì thời gian tới này chúng cháu cũng rất là mong sẽ tiếp tục nhận được sự trợ duyên từ các ông, các bà, các cô, các bác, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đến với hai anh em Hưng Thuận để làm sao giúp đỡ cho hai anh em là có được
ngôi nhà kiên cố của bác ạ. Như vừa rồi em Hương cũng có chia sẻ là trước mắt nếu mà chưa có kinh phí thì em sẽ dỡ cái nhà cũ ở trên kia xuống dưới này để em dựng và sẽ chuyển xuống dưới này để sinh hoạt ở đây. Ở đây thì tiện rất là nhiều cái. Chứ còn bây giờ ở trên kia thì em cũng bảo là cái thứ nhất là đi lại khó khăn. Vâng. Thứ hai là Thuận đi học cũng xa nữa. Vâng. Nếu mà chuyển xuống dưới này ở thì Thuận đi học là cũng sẽ gần hơn đúng không? Vâng. Thì rất hy vọng là hai em sẽ đủ duyên với công các bà, vâng, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Vâng. Sớm ngày có cái căn nhà để ở các bác ạ. Vâng. Bây giờ là mình làm đi nhỉ? Vâng. Làm xong là tí nữa sẽ lên trên nhà em một chút. Vâng. Chắc là tầm giờ này là Thuận cũng sắp nghỉ học rồi chứ? Vâng, về rồi chị ạ. À. Về nhà rồi đây, các bạn của Thuận về rồi. À, tiện. Đây à? Các vâng. bạn Thuận đây à? Vâng. Tí nữa là cháu sẽ cùng em Hưng đi lên trên nhà cô bác ạ. À. Bây giờ là sẽ dọn. Mấy cái khúc này. Cái này làm sao mà đào ra hết đường? Cái này hôm trước máy múc ra. Thì em bảo là chất ở đây cũng được ấy, lấy một cái này ra thôi. Lấy cái nào ra? Lấy một cái này ra thôi. Ui giời, nặng lắm ấy Hưng ạ. À. Thôi thôi, không cố đâu, không cố đâu. Để em cho ra. Ui giời. Này ra còn phải Hưng thì cũng còn xem phải... ra như là cũng may mắn cô bác ạ. À. Còn phải dọn dẹp. Dọn nhiều nữa. Còn phải dọn mấy cái này. Em bảo lấy ra để đây à, ngoài này. Bỏ ra kia. Rồi, để em làm cho. Cái này em đây, làm chị tốt. Giữ đây cho, không tí nó lại lăn xuống. Nặng lắm, cây này là nặng lắm. Cây nào, này. Lăn đi, 1, 2, 3. Nó bị vẹo một bên. Đúng không? Thì đây là đường. Nhưng mà sợ mất không? Không, vác làm sao được. Tại vì này, là ở đây chị hay nghe mà bị mất cái này, mất cái kia, chị đúng ghê không? Quá. Sợ mất. Cái này củi thì... này mà người ta về lấy, kéo không, không biết đây nhỉ. Bó nhỏ ấy. Đây. Đây này, chỗ này vơi đi đâu đi ở đây? Không, ở đây canh đường nên là vơi đi cho vào đi. Cốp xe đi, không vâng. tí lại rơi đâu không biết đấy. Đây này, phải bê được những cái này đặt lên trên đấy này thì người ta mới không lấy. Chắc là vẫn có lấy đấy, người ta mà lấy rồi thì lấy hết chị ạ. Thật đấy. Người ta mà xác định lấy là không có ngăn cản được đâu, mình có ở đây trông được có, đâu đúng không? Không có cấm được người ta đâu. Ở khu vực này là hay lấy là không... Hay lấy là không hỏi lắm. Không hỏi, không xin lắm cô bác ạ. À. Nên là... Lấy xong là người ta cũng không hỏi han gì luôn. Nên là ghê đấy. Đây, đây, đây chị mang ra. Hôm trước vừa mới hạ mấy cây vầu đây, hôm sau quay ra đã mượn 2 cây. Nhưng mà cây vầu của em chuyển đâu hết rồi Hưng? Đây, cắm xuống dưới này. À. Cắm xuống như thế thì không sợ à? Đúng, cắm xuống thì chắc khoai lấy. Ủa mấy cái này thì chắc để đây thôi, to quá, nặng. Mấy nữa mang lấy cái dìu xuống. Mấy cái khúc bé bé thôi nhỉ? Đúng rồi, cái này nặng quá, cái này mấy nữa mang cái dìu xuống bổ thôi. Nhưng mà quan trọng là có bổ được không chứ, được. Cái gốc của nó như thế. Được, cái này chắc bổ được. Để cho nó mục mục một tí xong là bổ mấy nữa. Đến cái mùa đông kia thì mình ủ cho nó ấm. Cái này để em ném lên trên. Ném lên không trên nè. Mấy ngày kia đi qua đây là vác đi luôn đấy vác nhỉ? Đi là lại được một chai rượu đấy. Mấy ngày đấy toàn mang đi đổi rượu thôi. Cố lên. Không khỏe phết đấy. Các ngày này toàn mang đi đổi rượu thôi. Hôm nọ trên kia có một đoạn dài hơn, đoạn này cũng vác đi đổi rượu bình thường. Không xin đúng không? Không xin, không hỏi han gì luôn. Ở đây là phải khi nào mà em xuống đây ở đi. Đến lúc đấy thì mới không có ai lấy được. Đúng không? Chứ còn bây giờ thì quỷ để một nơi, người thì ở một nơi như thế này thì lấy hết. Không đảm bảo được. Thế này chắc lại vơi đâu một vác rồi chứ. Chắc có khi một hai vác còn không biết à? Cả trên này nữa. Không biết được đâu. Thế? Kiểu có lấy một tí xong là mình không để ý. Bây giờ là đi lên trên nhà em đi nhỉ? Vâng ạ. Thưa các bác ông bà là... Em đi lấy cái đôi dép ạ. Bây giờ thì cháu với cả Hưng là sẽ di chuyển đi lên trên nhà. Hôm nay thì cháu cũng có một cái phần quà muốn trao cho em Thuận nữa các bác ạ. Một lần nữa thì cho cháu Yển là xin được gửi lời cảm ơn đến
toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vợ chồng cháu và đã ủng hộ những cái mặt hàng mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh. Cảm ơn các ông, các bà đã gửi tấm lòng vàng của các ông, các bà đến với hai anh em Hưng Thuận. Hiện tại thì cái nền là đã xong xuôi hết rồi các bác ạ. Bây giờ cái quan trọng lớn nhất thì vẫn là cái kinh phí làm nhà. Là hai anh em là hôm trước em Trình cũng có thông báo, tức là bên em Trình hiện tại là hết sạch rồi, cũng chỉ có hơn 1 triệu thôi. Còn chỗ vợ chồng cháu thì hôm nay cháu cũng không có cầm sổ, thì không biết là còn bao nhiêu. Hy vọng là tới này các bác, chúng cháu sẽ tiếp tục nhận được sự trợ duyên từ phía các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến với hai anh em, để sớm hai anh em là có một cái căn nhà kiên cố để ở các bác ạ. Còn bây giờ thì cháu cũng xin phép là kết thúc cái thước phim ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà, cô bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ.